những giai thoại rùng rợn và huyền bí bên trong Tử Cấm Thành. Dù là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc với lịch sử hơn 600 năm cùng những kiến trúc cung đình lăng tẩm nổi tiếng qua nhiều triều đại và đón khoảng 10 triệu lượt du khách tới tham quan mỗi năm, Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh Trung Quốc vẫn là một nơi đáng sợ bậc nhất tại đất nước này. Không phải ngẫu nhiên mà tòa thành này được gọi là nơi bị ám nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh, khi hơn 600 năm qua, từ nhà Minh cho tới nhà Thanh, đã có rất nhiều vụ ám sát xảy ra đằng sau bốn bức tường thành mà bên ngoài không hề hay biết. Để xây dựng xong công trình này, hàng trăm người cũng đã phải bỏ mạng. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng nhiều người cũng tin vào sự xuất hiện của những bóng người đi lại vào mỗi tối trong tòa thành này, dần dần trở thành những giai thoại đầy huyền bí. Mở cửa đều đặn từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 10 chiều. Vào những ngày đông là 5 giờ 40 chiều. Nhiều du khách cho biết cứ sau 5 giờ chiều là lại có những luồng không khí lạnh thổi quanh tòa thành này. Vì vậy, Tử Cấm Thành trở thành một nơi hoàn toàn khác vào mỗi buổi đêm. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất tại Tử Cấm Thành kể về một người phụ nữ hay vận đồ trắng toát đi lại trong khuôn viên Tử Cấm Thành với tiếng khóc nỉ non. Nhiều người canh gác ở đây cho biết rằng họ nghe thấy tiếng sáo cất lên giữa đêm từ bên trong di tích. Một câu chuyện khác kể về những con chó chạy trong hành lang chật hẹp của Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, khi người bảo vệ soi đèn pin thì lại không thấy đâu cả. Đã có người từng nhìn thấy khung cảnh của những hoạn quan và nô tỳ đi ngang qua sân trước khi mất tích vào trong một hành lang. Dù không biết thực hư ra sao, nhưng những câu chuyện trên cũng làm bao người cứng bóng nhất cũng phải sợ hãi. Có một chiếc giếng bên trong Tử Cấm Thành được cho là nơi một cung nữ đã gieo mình tự tử. Nếu có ai đó nhìn xuống giếng nước thì sẽ không thấy bóng của mình mà thay vào đó là bóng của người cung nữ năm nào. Tuy nhiên, cũng không ai rõ đó là chiếc giếng nào trong khuôn viên rộng 720.000 m² của Tử Cấm Thành. Trên trang Beijing Today từng kể lại câu chuyện của một du khách đến tham quan triển lãm về trang sức và khăn đội đầu của các cung tần mỹ nữ ở Tử Cấm Thành. Ác mộng đã đến với anh vào lúc nửa đêm khi anh nghe thấy tiếng la hét và những lời rên rỉ. Những món đồ trang sức đó là của ta. Với người dân Trung Quốc, một trong những tin đồn đáng sợ nhất và có vẻ chân thật nhất được kể lại bởi một người lính có tên là Pháp Phu. Anh từng làm lính gác tại Tử Cấm Thành vào năm 1995. Phát nhớ lại một buổi tối tháng 10 khi hai người bạn của anh chạm trán một thứ gì đó mà anh cho là ma. Chúng tôi đang xem TV trong phòng gác. Lúc 9 giờ tối, hai người đi vào trực gác và trở về với khuôn mặt rất sợ hãi. Phu nhớ lại. Theo đồng nghiệp của anh, họ đã gặp một người phụ nữ với mái tóc dài và bộ trang phục màu đen. Hai người lính đã gọi người phụ nữ nhưng cô ta chạy ngay lập tức. Họ nhận ra cô gái này không phải người làm tại đây. Họ đuổi theo cô vì nghĩ rằng cô ta là một kẻ trộm. Cuối cùng, khi hai người dồn cô vào một đường cùng và yêu cầu cô quay lại. Khi cô ta quay lại, cả hai người kia trở nên khiếp sợ tới nỗi rơi cả đèn pin, vì người phụ nữ kia không có mặt mà chỉ có mái tóc. Sau đó, Phù đã cầm súng và trở lại địa điểm kia để kiểm tra xem những gì bạn anh nói có đúng hay không, nhưng không có ai ở đó, chỉ còn chiếc đèn pin đang nằm trên sàn. Có lẽ dù không ai xác định được những câu chuyện trên được thêu dệt để nhằm tăng sự tò mò của du khách về nơi này hay đó là những điều có thật, Tử Cấm Thành vẫn là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với những người không tin vào những điều rùng rợn huyền bí, Tử Cấm Thành vẫn là một địa điểm phải tới khi ghé thăm thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.